giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương khẳng định nhà trường phải luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên không thể vì bất đồng quan điểm giữa nhà trường với phụ huynh mà không cho học sinh đến lớp giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội nêu quan điểm xung quanh vụ việc tại trường trung học phổ thông lạc long quân sóc sơn học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học trường phải đảm bảo quyền lợi học sinh không thể vì mâu thuẫn giữa trường và phụ huynh mà để các em học sinh không được đi học làm thế là không được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2023-2024. Nội dung trọng tâm là quán triệt các nhiệm vụ năm học, chấn chỉnh các hiện tượng sai phạm vừa qua liên quan đến vấn đề thu chi, dạy thêm học thêm, văn hóa ứng xử, dạy liên kết tại một số trường học. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, những vụ việc vừa qua cho thấy chúng ta phải đặt quyền lợi học sinh lên đầu, tạo mọi điều kiện cho các em. Vụ ở trường trung học phổ thông Đa Phúc chỉ vì chiếc bánh sinh nhật mà khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của ngôi trường 60 năm xây dựng và ngành giáo dục. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã ra văn bản đề nghị trường tạm dừng dạy học với giáo viên, chờ cơ quan công an huyện xem xét và xử lý theo quy định. Vụ việc ở trường trung học phổ thông Tư Thục Lạc Long Quân, ông Cương cho biết, đã yêu cầu trường trung học phổ thông Lạc Long Quân cho học sinh đi học lại từ sáng nay và đã yêu cầu nhà trường phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh được đến trường đến lớp, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh. Sở giao phòng giáo dục trung học và phòng thanh tra xem xét xử lý sự việc, đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Theo ông Cương về lý thuyết, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường tư cũng có quyền dừng đào tạo với học sinh, nhưng dưới góc độ giáo dục đều là không cho phép. Học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học, trường phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh, không thể vì mâu thuẫn giữa nhà trường và phụ huynh mà để các em không được đi học, làm như vậy là không được cũng tại hội nghị thông tin về việc xử lý cơ sở bảo hành trẻ em 15 tháng tuổi tại huyện Gia Lâm, đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẳng định nhóm trẻ đã bị đình chỉ theo đúng quy định. Ngày 5 tháng 10, lực lượng chức năng đang giám sát việc tháo gỡ rỡ biển cũng như việc đóng cửa của cơ sở. Toàn bộ trẻ cho theo học tại đây được chuyển sang trường mầm non công lập trên địa bàn. Để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm liên quan đến công tác thu chi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình tổ chức các khoản thu tại trường trực thuộc. Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra nội dung này tại các trường học theo phân cấp quản lý. Tại hội nghị, ông Trần Thế Cương một lần nữa quán triệt các quy định liên quan đến công tác thu chi, dạy thêm, học thêm, dạy bổ trợ và cho biết sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất để thực hiện nhiệm vụ năm học, nhất là với các nội dung được dư luận quan tâm và phản ánh. Để ngăn hiện tượng ép học sinh học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường lưu ý thực hiện đúng quy định, không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Các nhà trường cũng cần quán triệt giáo viên tuân thủ quy định không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan. Chia sẻ về quan điểm giải pháp trong việc ngăn ngừa các hành vi vi phạm của nhà giáo thời gian qua, theo ông Trần Thế Cương, dư luận có nêu ý kiến về việc xử lý học sinh phát tán clip trên mạng xã hội. Việc này không hoàn toàn đúng. Việc phát tán hay không phát tán clip trên mạng cần căn cứ vào các quy định riêng như luật an ninh mạng. Ông nói, tôi không cổ suý việc học sinh mang điện thoại vào lớp quay clip, nhưng thông qua nội dung ấy chúng ta mới có căn cứ xử lý các hành vi sai phạm. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đề nghị các nhà trường tăng cường duy trì đường dây nóng và hòm thư góp ý để kịp thời tiếp nhận xử lý những sự việc có thể gây bức xúc, đồng thời cũng cần đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn xây dựng văn hóa trường học, tránh chỉ tập trung quan tâm quá mức vào những thông tin phản cảm. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 10, ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lạc Long Quân cho biết, sáng ngày 5 tháng 10, trường đã có buổi làm việc với phụ huynh học sinh, học sinh cũng đã đến học bình thường. Trong khi đó, anh Hát phụ huynh có ý kiến về việc thu chi trên nhóm lớp, cho biết sáng ngày mùng 5 tháng 10 anh đã đến làm việc với nhà trường. Anh Hát cho hay, hôm mùng 4 tháng 10, cô giáo thông báo tới gia đình là nhà trường yêu cầu con nghỉ học. Tuy nhiên, hôm mùng 5 tháng 10, cô thông báo lại trường đồng ý cho con anh quay trở lại lớp. Mới đây liên quan đến vụ bố phản ánh về thu chi, con bị từ chối giáo dục, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Báo cáo do ông Đinh Quang Dũng hiệu trưởng nhà trường ký, theo nhà trường, ông HXT là phụ huynh học sinh MHHG lớp 12A3 trường trung học phổ thông Lạc Long Quân. Ngày 26 tháng 8, ông T có nhắn tin trên nhóm Zalo của lớp 12A3 với nội dung Vậy là nhà trường không trung thực và không tôn trọng ý kiến của phụ huynh học sinh. Vậy trong cuộc họp có cần thiết phải bầu chi hội trưởng nữa hay không? Nếu nhà trường cho rằng làm như vậy là đúng thì đâu cần phải họp phụ huynh để làm gì. Nhà trường làm gì cứ làm, đâu cần ý kiến của phụ huynh. Tôi không nghĩ một ngôi trường có thể đào tạo ra những lớp trẻ trong tương lai lại có những hành động sâu đến như vậy, trù dập cả cái đúng, bao che cho cái sai. Mập mờ, không hề minh bạch trong mọi vấn đề. Bản thân chúng tôi tin tưởng nhà trường đã giao con cái chúng tôi cho nhà trường, để nhà trường thay chúng tôi dạy dỗ các cháu. Nhưng trong chính bộ máy lãnh đạo của nhà trường đã như vậy. Không biết khi đào tạo các con của chúng tôi thì các thầy cô đào tạo cái gì? Vậy con chúng tôi khi lớn lên phải trù dập những cái đúng và nâng những cái sai lên sao? Báo cáo của nhà trường nêu, Chúng tôi nhận thấy việc làm của ông HXT đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của trường trung học phổ thông Lạc Long Quân. Nhà trường cho biết đã hai lần mời phụ huynh học sinh lên làm việc, nhưng phụ huynh không đến. Trường sau đó mời bác tri hội trưởng phụ huynh của lớp 12A3 lên để trao đổi về việc ông T nhắn tin như trên, và nhà trường nhờ tri hội trưởng thông báo tới phụ huynh học sinh, sắp xếp thời gian lên làm việc với nhà trường, nhưng nhà trường vẫn không nhận được sự hợp tác từ phụ huynh và gia đình. Ngày 1 tháng 10, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ của học sinh G. Đáng chú ý, trường này cho biết thông báo ngày 25 tháng 9 của nhà trường gửi tới phụ huynh học sinh có nội dung nếu phụ huynh này không đến trường làm việc, học sinh sẽ bị nghỉ học. Mục đích chỉ là mong muốn nhận được sự hợp tác từ phía phụ huynh tới nhà trường, chứ nhà trường chưa có quyết định dừng học nào với học sinh HHG. Nhà trường cũng cho biết trường học tổ chức học tập từ ngày 8 tháng 8, nhưng đến nay nhà trường chưa nhận được bất kỳ khoản đóng góp nào từ phụ huynh học sinh, học phí, các phí dịch vụ giáo dục. Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một ảnh chụp văn bản được cho là thông báo của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, có nội dung khiến dư luận rất xôn xao. Thông báo này mời phụ huynh đến làm việc kèm theo nội dung dọa đuổi học nếu phụ huynh không đến. Do đó, ngày 25 tháng 9, nhà trường đã gửi thông báo đến ông T, mời ông bố trí thời gian lên làm việc với ban giám hiệu nhà trường trước ngày 29 tháng 9. Ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, ký tên đóng dấu trong thông báo nêu rõ: sau thời gian nêu trên nếu ông không lên làm việc, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh HHG lớp 12A3. Liên quan đến vụ việc trên, anh T phụ huynh của học sinh G cho biết, ngày 26 tháng 8 trong nhóm chat Zalo của hội phụ huynh lớp 12A3 trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, một phụ huynh là anh A có ý kiến về việc xin thôi đảm nhiệm vị trí hội trưởng hội phụ huynh. Lý giải về việc này, anh A cho biết, do trước đó chỉ ra một số điểm bất thường trong việc thu chi quỹ phụ huynh không minh bạch của nhà trường, dẫn đến việc nhà trường gây sức ép với giáo viên chủ nhiệm và cá nhân anh. Sau khi anh A trình bày, anh T có bình luận cho rằng hành động của nhà trường như vậy là không trung thực và không tôn trọng ý kiến của phụ huynh. Tôi không nghĩ một ngôi trường có thể đào tạo ra những lớp trẻ trong tương lai lại có hành động xấu đến như vậy, chù dập cái đúng, bao che cho cái sai. Anh T đã nhắn tin trong nhóm Zalo như vậy. Cũng theo anh T, ngay sau đó anh được nhà trường mời lên làm việc nhưng vì lý do cá nhân anh không thể đến. Tối ngày 3 tháng 10, gia đình được cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo rằng nhà trường cho con gái tôi thôi học từ hôm sau. Sau một ngày nghỉ học ở nhà, tối ngày 4 tháng 10, cô chủ nhiệm đã gọi điện bảo con gái tôi tiếp tục được đi học. Nhà trường mà như cái chợ, thích cho ở nhà thì cho, thích cho đi học thì cho. Tôi mong muốn các sở ngành vào cuộc làm rõ vấn đề thu chi của nhà trường, không để mập mờ như vậy. Được biết, liên quan đến thông báo đuổi học gửi anh T, ngày 4 tháng 10, ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, đã trả lời báo chí không phải chúng tôi mời phụ huynh làm việc về chuyện thắc mắc các khoản thu chi mà vì các bác trong nhóm lớp đã có tin nhắn nội dung xúc phạm danh dự của nhà trường phụ huynh gửi con vào một môi trường mà phụ huynh nói là nhà trường không trung thực gửi con vào mà không biết sau này con sẽ làm cái gì và chúng tôi phải làm việc cho rõ ràng